Ok chưa, nhìn thấy chưa? Tải hết rồi chưa? Giờ rết ra cái đi. Đâu nhỉ? Đây. Đấy. Có cái này rồi đúng không? Thôi cứ cả đây đã. Ta CMD vào nữa nè. Code cách chấm. Chúng ta sẽ để trong lesson 4. Hôm nay mới buổi thứ tư thôi à? Nhanh chết nhỉ. Chúng ta mở cái này ra, chúng ta chạy trước. Đấy, cái phần basic này. Xấu quá nhỉ. Chờ đợi chút, chắc là cho nó cái này nó đang 300%, cho 250 đi. Đấy. Cũng chưa gọn lắm nhỉ, cho thầy chắc là cho cái màn hình nó nhỏ lại tí nữa. Rồi ok. Cái giao diện của chúng ta là đang như này đúng không? Mục tiêu chúng ta sẽ, các bạn mở trên xe máy ấy, thầy thấy sức khỏe hơi mờ luôn đấy. Có xử lý các cái chức năng. Đây là cái quản lý sinh viên. Nó có cái phần control này, phần danh sách này, phần thêm mới này. Đấy, bây giờ chúng ta sử, nếu mà một cái ứng dụng như này, chúng ta sẽ phân chia các cái component như thế này để chúng ta xử lý thông qua cái phần basic mà chúng ta đã học. Đúng thế không? Đấy. Thầy thấy nó hơi nhỏ nhỉ? Hơi chủ. Nó bị mất đúng không? Và thiết kế đúng cái giao diện. Thôi kệ nó đi. Nó có thế nào ta dùng như thế. Ok nhá. Cái bài trước nhé là chúng ta phải về làm lại nhiều lần nhé. Các bạn tạo cho thầy cái folder mới đi. Hay là chúng ta tạo luôn cái mini project 1 nhỉ. Để buổi sau ta làm luôn nhé. Ta phải làm vài buổi mới xong. Thôi đây là tạo luôn đây mini project 1. Đấy. Thấy chưa? Tạo cái mini project 1. Và sau đó chúng ta sẽ tạo một cái ứng dụng ở trong này. CD vào cái mini và project 1. Chúng ta sẽ tạo một ứng dụng là PX Grid PX App đúng không? Tên mini, tên project là Student Student Manager. Thế thôi. Student Manager.
Chúng ta tạo để chúng ta phân tích cái giao diện này. Như bài trước chúng ta còn một cái nó chạy làm sao được vào file set s. Rồi, ok đúng không? Chúng ta vào cái thư mục chúng ta tạo là Student Manager. Đúng không? Sau đó là gì? Là PM Start, chúng ta chạy lên được đã. Chúng ta tính tiếp. Cũng phải giải nén ra để dùng chứ. Chứ để đấy thì em lấy sao được file MySedex của nó đầy đủ vào. Em phải giải nén để đưa nó vào thư mục của mình chứ. Đúng chưa? Cái này thầy đang chạy trực tiếp ở file mà. Nó là cái thư mục React Basic này. Nó phải có hai file này thì nó mới chạy được chứ. Đúng không? Nó phải dùng CSS ở trong file, ở trong CSS này mà. Đây này. Chúng ta đang không quan tâm gì đến phần thiết kế của nó. Nghĩa là đưa cái giao diện này sang dạng gì? Dạng để chạy trên môi trường React đã. Đúng không? Đây cho em xem lại câu lệnh như thế. Ok, xem lại câu lệnh gì? Nó có tạo với lệnh vào cái project và gì? Và start nó thôi. Nó có 3 lệnh nhưng mà là API để tạo đúng không? Sau khi tạo xong thì chúng ta CD nó vào cái thư mục đấy đâu nhỉ? Vào cái thư mục student đấy. Không hiểu gì. À, câu lệnh này phải luộc thầu lầu chứ lại. Đúng không? CD để vào cái thư mục em tạo ra đây này, vào cái project này. Xong mới bắt đầu mới. Nó phải nằm ở trong thư mục này đây này. Sau khi tạo xong người ta phải vào thư mục rồi mới start nó. Đúng không? Chưa đến này. Ok chưa? Chạy ra cái này chưa? Hả? À, chạy chạy thì đợi tí. Chờ đợi là hạnh phúc, hôm nay 14 tháng 2 mà.
Thông gia. Rồi đợi tí coi. Bạn nào chạy xong rồi thì tạm thời vào cái app này, chúng ta bỏ hết cái này đi thôi. Ta xóa cái này đi trước. Ta để tạm cái deep vào đây cho nó không lỗi nữa. Để cho ứng dụng của ta vẫn chạy những trang tinh. Là ok rồi. Đúng không? Xong rồi thì chúng ta vẫn vào cái mini project của chúng ta đấy. Nó có một cái project này rồi. Các bạn tạo mới một file là các cái thôi thầy ghi đi, thực hiện .txt đấy. Các bước thực hiện đấy. Một là chúng ta sẽ tải cái thư mục gì nhỉ, Student Management. Template đúng không nhỉ? Ta thể gõ trong cái file text thôi, các bước thực hiện. Tải thư mục template. 2. Giải nén. Thì chúng ta sẽ được cái file ở trong này có tên là chúng ta vào cái React Basic nghe thôi. Giải nén ta có cái React Basic. Nó gồm hai thư mục là CSS style .css và cái file thứ hai là gì? Basic à? Đấy, nó có hai cái thư mục, file thứ hai là basic.html. Đấy, rất rõ đấy nhá, những bạn nào giải nén mà có hai, ta quan tâm đến hai cái thư mục này nhé, đúng không? Thôi để đây đã. 3. Tạo ứng dụng React.js với tên là gì? Student. Thì đang tạo là manager. Được chưa? Bước thứ tư là phân tích giao diện từ trang basic. Đấy, từ trang này. Đấy. Bước 3 ta làm xong rồi đúng không? Sang bước 4. Bây giờ ta đi phân tích giao diện. Đúng không nhỉ? Đấy. Chúng ta sử dụng cái khái niệm React Basic, chúng ta sẽ dùng với một số các khái niệm probe và step đã được học. Đấy, và tổ chức các dữ liệu tương ứng của nó. Thì trước tiên này, xong chưa, ta mở cái giao diện này ra. Đây đúng không? Đây, giao diện ra như này. Ok. Chúng ta sẽ thực hiện một vài cái thao tác như sau.
Đấy, tôi viết ở trên bảng này. Đây là cái giao diện chúng ta cần phân chia. Chúng ta sẽ chia nhỏ nó ra từng phần. Thứ nhất là cả một cái ứng dụng này, tất cả nhé. Như này thì chúng ta sẽ đặt ở đây, hơi nhỏ nhỉ. Tôi cho co lại tí, ok rồi, có vẻ đẹp rồi đấy nhỉ. Ở đây thì cái to cùng đây này, chúng ta sẽ biểu thị nó là một cái component. Bây giờ màu đỏ thế. Cho màu trắng lên. Đấy. Thay cái này bằng màu trắng cho nó dễ nhìn. Thứ nhất này, cái vẽ lại này. Cái khung to cùng đây này, bao toàn bộ cái này của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đặt nó là gì? Ô hai. Hình như là nó không có màu. Không có màu. Không có màu thì là cái ô nào? Mắt thì mờ quá cái thing. À đây rồi. Đấy. Vẽ cái khung mà cả cái to này của chúng ta đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt nó là là gì? Là một cái to cùng ấy, app.js. Ta đã phân chia các component mà. Đấy. Cái đoạn này ta phải chia được đã, app.js là anh này. Đúng không? Tiếp theo này, bên trong cái này chúng ta sẽ chia ra từng thành phần. Phần đầu tiên này là một cái, đúng không? Đấy. Phần thứ hai. Cái phần là danh sách đây này. Và cái thứ hai. Đây là một component. Đúng không? Cái thứ ba là cái chúng ta làm đây này. Là cái inform này. Là một component. Đúng không? Là một component. Như vậy ta có 1, 2, 3 rồi này. Bên trong này là sẽ từng các component con, các cái giá trị của nó ấy. Đấy. Cái thành phần mỗi một cái này nó là một component. Chẳng qua là nó giống nhau, nó chỉ thay đổi về gì thôi, về mặt giá trị bên trong thôi. Đấy, thì kẻ đây có thể nó có nhiều các cái row này hơn. Như vậy chúng ta sẽ đến là chúng ta phân chia một cái giao diện đến mức nhỏ nhất, bởi vì bản chất sẽ xây dựng xung quanh cái component và chúng ta muốn thiết kế nó một cách nhỏ nhất để chúng ta tạo ra cái tính sử dụng lại, đúng không? Như vậy chúng ta đặt tên cho nó đi. Cái đầu tiên này thì để nó là app, nó hơi nhỏ quá nhỉ. Đặt lại một chút. A này. Cái gì sao nó lại nhỏ thế này? Đấy. Đây là cái thứ nhất này. Cái thứ hai thầy sẽ đặt nó là một cái component. Cái trên cùng ấy là cái component tên là gì bây giờ? Đây là chỗ nào để thay đổi cái phông to lên. Chuối thế. Đang vét ở trên này nó hơi nặng. Nó bị đờ rồi đấy. Không, cái này là cái cắt để vẽ thôi mà. Cái component thứ hai ở cái trên cùng ấy thì gọi nó là các control đi. Chấm gì hết. Cái control này ấy, đơ đơ này là cái component trên cùng ấy này.
Đấy. Chạy cái gì mà sao này nặng thế nhỉ? CPU 98%. Chạy quá đạn quá. Rồi ok. Cái tiếp theo này, toàn bộ cái to to này thì đây gọi nó là cái một cái danh sách student list đi .js đó này. Là cái to nhất đấy. Bực nhỉ. Cái anh này đúng không? Như vậy là ta có cái thứ hai, cái bên trong này là các cái gì? Các bên trong này thì là các cái student thôi, đúng không? Bên danh sách ngoài to thì là cái to. Còn bên ngoài là các cái. Rồi, các cái này thì nó gọi là các cái. Đấy, nó là các cái student. Và trong danh sách sau này nó nhiều, chúng ta có thể đấy, ta để cả trên này. Đúng không? 1, 2, 3 rồi. Ồ, hay. Mấy xịn như này mà đấy. Rồi, cái cuối cùng là gì? Là form đi. Cái này là cái form. Đúng không ạ? Thì đặt luôn nó là form. Form chấm gì ấy? Component form thế xong đúng không ạ? Đấy. Như vậy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 cái component đúng không? Ok. Rồi. Tạm thời cứ ghi nó lại đây đã. Rồi chắc ăn đúng không? Control SC này. Ủa hay. Phân chia component. Rồi ok. Tạm thời để như vậy. Thế chúng ta cứ mở cái giao diện này ra xong đúng không? Ta biết cách để chia ra các cái thành phần đấy rồi. Một công cụ nữa chúng ta làm việc ở đây là gì? Là chan gì đấy? Chan form tool đúng không? Chan form tool. Xóa hết nó đi đã, chúng ta có cái phần là tool JSX từ HTML này. Có vẻ không ổn, giáo sư video bị giật chứ gì. Đấy. Khả năng video lại giật mất rồi. Xóa cái này đi đúng không? Chúng ta là có là HTML to ZX. Tức là gì? Chúng ta sẽ mở cái này ở đâu? Notepad hay bất kỳ đâu cũng được. Hay Visual Studio của chúng ta đi. Bạn có thể mở trên Visual đây, bạn copy cho nó dễ. Đấy,
mở ngay trong thư mục của chúng ta ấy. Đây thầy không copy vào, thầy để ngoài. Chủ yếu là thầy lấy cái file này, nhìn thấy không nhỉ? Để làm gì? Ta lấy từ cái phần row này thôi. Đây này. Ctrl C. Chỗ này thiết kế có vẻ không ổn lắm đây này. Row thì nó phải đặt, các bạn thêm vào đây thầy một cái nữa deep gì đấy. Container nhé. Xong là cắt cái phần này dưới cùng. Sử dụng container nhé. Đây cái deep cuối cùng đây này. Hoặc là section cũng được. Format lại tí. Đấy. Tức là thầy chỉ thêm mỗi thẻ container vào thêm mà nhé. Ctrl C cái này. Vào đâu? Vào cái tool ZX này. Được chưa? Và sau đó làm gì ở đây? Đây là HTML, còn đây là ZX đúng không? Cái container đầu bạn đặt là div hay là section được. Ctrl A, Ctrl C đúng không? Vào đâu? Vào trong phần phần này đúng không? Chúng ta dán vào giữa đây là xong. Xóa hết đi nhá. Được chưa? Dán nó vào đấy. Format nó lại. Ok rồi. Và lúc này bạn sẽ thấy là nó chạy ra giống như cái bạn vừa kêu đấy. Vì nó chưa có cái gì. Chưa ép kệ nó, đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta xong rồi chỗ này, thầy ghi lại nốt lại một chút. Phân tích giao diện. Trong phân tích giao diện chúng ta phân chia. Phân chia thành 6 component đúng không nhỉ? Đấy. Một là gì? Cái to nhất là app.js. Cái thứ hai là control.js. Cái thứ ba chúng ta có là lead student. Student lead đúng không? Rồi lead.js. Cái thứ tư là các cái con ấy là student.js. Và cái thứ năm là gì? Form.js. Đúng không? Phân chia thành 6 cái component như chúng ta vừa mô tả trong trong hình ảnh. Đấy. Bước thứ năm của chúng ta là gì? Mở cái transform tool ở đây để copy cho nó chắc ăn. Đây đúng không nhỉ? Transform tool ZX. Đúng không? Và mục tiếp theo là gì? Mở file. Mở file basic react.html, copy và chuyển gì sang JSX. Bước thứ hai là copy cái nội dung vào cái component app.js như thầy vừa làm đấy đúng không? Đấy, thầy làm từng bước như thế. Để làm lại kiểu gì chẳng ngon đúng không nhỉ? Copy đây này. Vào trong app. Vào đây. Đúng không? Đấy. Cái này không dùng cho bỏ đi. Vất vào đấy để đấy đã. Đúng không? Sau đó bước thứ năm chúng ta chuyển sang cái app này sang class đúng không? Đây. Xong này. Thực ra chuyển trước là chuyển cái function
app chấm thành gì, thành class. Chuyển cái component function component này sang class component, đúng không nhỉ, sang class app để chúng ta dùng các state. Mà vậy bạn đặt ở đây trước khi đổi chúng ta sẽ import cái gì vào, import cái React. Anh Tống Giang nhớ cái từ khóa nó đầy đủ nhé, component nó phải chữ hoa đúng không, chữ hoa cái từ đầu from React, từ from phải form nhé. Đấy, React. Đây, cái thứ nhất, tạm thời dùng cái thứ nhất, chuyển cái này thành gì, class app. Dùng class thì chúng ta bỏ cái này đi, extend từ gì, component. Nhưng khi dùng class component thì chúng ta phải gì, render, mở ngoặc xoắn, xong là copy cái ngoặc xoắn cuối cùng này, chuyển xuống đâu, chuyển xuống cuối cùng đúng không. Đấy, xong format lại tí. Thế sao? Để chúng ta ném cái return vào trong cái render mà. Hình dung không nhỉ? Đấy. Ok chưa? Chắc là ok. Và khi chúng ta chạy lại thì giao diện của nó trông như thế này. Đúng không? Đấy. Đây là cái trang của ta cần thiết kế. Còn giao diện lúc này nó xấu như này, kệ nó đã. Làm xong cái bước này đã. Ok chưa? Xong chưa? Xong rồi nhá. Bây giờ đi chỉnh cho nó. Nó giống nữa nào. Trước tiên là bạn copy cái thư mục CSS này, copy vào phải vào thư mục public cho thầy. Rồi copy thư mục thì copy ở ngoài này luôn nè, copy vào cái thư mục chúng ta đang demo mini project 1 student vào trong gì, vào trong public nhá. Đấy, được chưa? Ok này, ta nhìn thấy thư mục ở trong này rồi, có file CSS đây rồi, đúng không? Hiểu không nhỉ? Vấp thẳng vào public, xong mở file index ra. Đấy, mở file index ra. Tiện thể mở file index thì ta sửa luôn cái title đây, cái này này. Student management system cho nó oách. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái gì, một cái liên kết link CSS. File style của chúng ta để trong cái gì, trong thư mục CSS đúng không, để chính xác hơn nữa, để sau này chúng ta làm chúng ta lấy cái đường dẫn đây này, nhìn thấy không, sử dụng đường dẫn. Đấy, tạm thời thì để như này thì chắc là nó ok rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó ngon luôn này. Đúng không? 100% đi. Bây giờ cho nó bé tí này.
đúng không? Trông bé quá, chạy 250 này. Đấy. Ok đúng không? Rồi nó hơi phớt tí cả nha. Hả? Đây. Cho cái link này vào. Vì CSS chúng ta để trong gì? Trong public, đây là HTML. Link file CSS vào là được đúng không? Chỗ này chúng ta đang nhìn thấy nó bị co vào bên trong quá này. Nên chỗ này nó bị khuất này. Là do cái chúng ta bỏ thêm một cái gì vào ấy nhỉ? Một cái container đúng không? Bạn cho thầy container flow id này. Đấy. Để cho nó tràn ra thì nhìn nó. Đấy không? Chạy được ra như này chưa? Paste cái CSS vào đây rồi đúng không? Sửa cái index HTML thêm cái gì? Thêm CSS vào thôi. Hả? Mình lấy file HTML mình để ra ngoài rồi mình xếp vào đây thì dùng chung cho toàn bộ mà. Đúng không? Tức là em set cái CSS ở trong cái app ấy. Set ở trong đó thì cũng được, nhưng em phải đặt nó vào CSS và tức là em có vào cái app á. Không thế. File style của nó thì đúng chưa? Chạy được chưa đã? Đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta quay lại đây. Đang ở chỗ này rồi đúng không? Nha. Chúng ta xong cái bước gì đây nhỉ? Bước này đã nhỉ? Chuyển cái function app thành class app component đúng không? Viết cho đầy đủ. Ok. Bước thứ 6. Đúng không nhỉ? Bước thứ 6 liên kết CSS thì chúng ta sẽ là gì? Copy thư mục CSS vào public đúng không? Xong là thêm liên kết trên trang index.html đúng không ạ? Hả? Bên này có đâu? Thêm cái link này vào đúng không nhỉ? Cái link của chúng ta vừa đặt ở đây này. Cái này nó chả khác gì Bootstrap. Đây chẳng qua là CSS của mình ở trong ứng dụng, còn kia là link Bootstrap trực tiếp, link trực tiếp trên cloud thì nó khác nhau đâu, nó bản chất là CSS đúng không? Đấy, thế thôi. Mục thứ 7, phân chia các component đúng không nhỉ? Chúng ta có một cái component thứ nhất là 7.1 này là class, phân chia các class component phải ghi rõ như vậy. Thứ nhất là gì? App này đúng không ạ? Đấy. 7.2 component thứ hai của chúng ta là control đúng không? Đấy, đi làm cái control này chúng ta làm từng bước cái ngon ngay mà ở đây đúng không? Tạo ra một cái thư mục tên là gì? Component trước đúng không? Component S nhé. Sau đó bạn tạo cho thầy cái gì? File control.js. Ok đúng không? Import
RC đây này, function around RCC. Không biết các bạn cài nó chưa nhỉ? React Class Component, viết RCC Enter. Đấy, thì nó tạo ra chúng ta luôn cái component. Có, chúng ta có RCC không? RCC. RCC. Xong có ra cái gì không? Xong nó ra cái React Class Component. Không ạ. Cái của em là ra là certificate. Nhớ cho nó là cái gì nhỉ? Nó là cái RCC. Nó là plugin. Thôi được, ta cứ vào đây ta cài cái đi. RCC. Gọi chữ RC không có à? Thầy không nhớ cái install này, theme này. ES7 à? Đúng không? Em gọi chữ ES7 vào. Đó, ES7 React Native không nha, chúng ta dùng cái React Redux nha. Chúng ta in tồn cái chúng ta viết nha, cho nó ngắn gọn. Trước chúng ta viết từ cái một. Redux snippet for ES6F7 đúng không? Đây nè, ES. Lấy luôn cái ES7 đây. Đúng không? Đây nè. Thì cái dùng nhất mà dùng thôi. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sửa lại cái này cho thầy một chút. Chỗ này bạn export default ở đây cũng được nhé. Mình cách chúng ta hay viết thì chúng ta đặt ở dưới này thế này. Như này thế này. Đúng không? Như nhau nhé. Thôi thầy cứ để mặc định chúng ta làm đi, quen dần đúng không nhỉ? Export default class. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái dữ liệu vào trong này. Trong này chúng ta sẽ không dùng cái div này nữa mà chúng ta sẽ dùng là chúng ta cứ để một cái div giả ở đây cho chắc ăn. Đúng không? Đấy. Và chúng ta quay sang gì? Đào tạo. Đấy. Quay sang đây, bạn sẽ dự kiến là cái đấy nó nằm ở đâu? Cat header à? Đúng rồi, phần cat header đây này. Được chưa nhỉ? Đấy, nhìn nha, nhìn thầy làm nha. Bởi vì là chúng ta chọn vào cái cat header này. Chúng ta chọn vào cái mũi tên đây này để nó co lên cái vùng cat header. Sau đó chúng ta làm gì? Cắt cái này sang. Sang cái gì đấy? Control. Đặt vào đây, Ctrl S. Và chỗ này chúng ta gọi là Ctrl. Đấy, Ctrl Component. Như thế thôi. Đúng rồi, khi đó chúng ta thấy bên này là nó mất đi cái Ctrl đấy nhé. Nhưng mục tiêu của ta là gì? Tôi vừa tách cái này thành Component để tôi dễ quản lý. Bạn copy vào trong cái thư mục này nhé. À, trong cái chỗ phần return nhé. Đúng không? Cắt luôn cái phần header đấy. Thế này. Như thế. Cắt hết cái phần đấy sang. Cái header là copy nguyên đấy được.
Control GX chúng ta đang dùng ở đây, do tách mà. Mình tách từ khu đấy mình bỏ ra từng control 1 để mình xử lý mà. Đúng không? Vì chúng ta vừa phân tích một cái bài đấy, chúng ta cắt nhỏ thành các component này. Được chưa nhỉ? Đây nha. Chúng ta nhìn thấy ở đây là copy toàn bộ cái các header. Đúng không ạ? Đấy. Copy vào đây là xong. Bây giờ ta đưa cái này vào trong kia thì nó lại chạy như cũ gì. Đúng thấy không? Đây nha. Chỗ này ta nốt vào đây cái nữa, controller này. Sao chép phần cat header từ đâu? Từ app sang control. Đấy. Cat header là từ cái phần cat header, chúng ta lại phải để ý nó như thế này nữa nhỉ. Đúng không? Thì class thì nói cat header ngắn gọn như vậy. À, bước này tiếp theo là chúng ta sẽ, sau khi đưa vào control xong thì chúng ta gì? Mở app.js đúng không? Thêm cái component control. Được chưa? Thêm bằng cái gì? Component ở đâu? Control chứ. Đây đúng không? Nhìn thấy không? Enter. Thế thôi. Chúng ta lại trở lại cái trang như cũ, nó lại có thêm control vào. Được rồi không? Hiểu vấn đề chưa nhỉ? Tách nó ra rồi nhưng lại phải ghép nó vào. Để sau này ta sẽ xử lý từng phần ở trong cái component đấy. Được rồi không? Đấy. Tức là khi nãy đây là một đống, thì bây giờ nó chỉ còn có một gì thôi, một tẹo thôi. Cái phần cut body này. Đấy, phần cut body này. Phần này chúng ta sẽ là gì? Student lead component. Đúng không? Tiếp theo đến student lead component là cái phần cut body nhé. Đấy, vậy chúng ta nhìn đây là cái nốt vào đây để chúng ta cho nó dễ nhìn. Thế thôi. Xong bước thứ đấy, xong 7.3. Chúng ta là gì? Tạo student lead component. Đúng không? Đấy. Với file chúng ta đặt tên luôn là như thế này. .js. Được chưa? Sau khi tạo xong này. Tạo đã chứ nhỉ? Phần kia chúng ta chạy được phần trước rồi đấy. Hả? Đó. Chạy được cái này chưa? Vì sao? Em thêm cái đoạn control vào xong em không nhảy nhỉ? Em thêm cái app đoạn control rồi. Đây, thêm cái này vào. Xanh em không được nhỉ? Import nó đúng cái chỗ này chưa? Tạo ra đúng cái phần này chưa? Đây đúng không? À, đóng vào public này này, src này. Nó viết đúng thì nó sẽ có cái gợi ý để chúng ta import vào luôn. Thì nó ra cái này. Tức là chúng ta tách toàn bộ cái này, chúng ta ném sang một cái component con. Đúng không? Và sau đó chúng ta lại đưa nó vào trong cái component app. Được chưa? Đấy. Đúng không? Làm cho nó chạy đi đã nào.
Được chưa? Chẳng vậy. Như thế là còn nhanh nhất, thế thì chậm hơn rồi. Rõ ràng là cái phần này mở cái file gì của chúng ta. Ô, trời ơi, thế làm thế thì làm sao mà ấy được. Cái file này thì em phải mở nó ra ở được dạng gì để em copy. Zip pad cũng được chứ không sao đâu. Hoặc là gì? Như thầy mở vừa rồi là chúng ta đang dùng Visual Code, chúng ta vào hẳn Visual Code chúng ta copy nó ra. Đúng không? Đúng không? Tôi có cái phần này này, ở đây thầy thêm một cái thẻ container vào nó thôi. Để nó bao cái row này. Đúng không? Đây này. Thêm container thì là phải bao cả, chọn cái này không thì copy cái row thôi. Đúng không? Bởi vì thiết kế theo Bootstrap ấy. Cái này cái file Bootstrap thì bên ngoài cái row nó phải là cái container. Hoặc là chúng ta đang dùng là container flow. Để nó tràn hết hai viền. Đúng không? Thì em phải copy cái này. Em chuyển sang đây chứ. Đúng không? Thì transform vào đây thì mình copy cái này vào thì nó mới đúng chứ. Với thứ hai đấy. Rõ ràng em copy cái này, em nhìn thấy class này trong cái bài học của mình là class của nó phải là class name. Đúng không? Chứ còn chứ chúng ta làm sao chúng ta đây sửa cả loạt này, nó có phần chan tu cho thằng GX như GSX này mà. Thì nó chuyển sang các cái thuộc tính tương ứng. Và ra cũng dùng cái transform để chuyển sang cái dạng dạng GSX. Đúng thế không? Thì copy cái này vào trong đâu? Vào trong cái app này, vào trong cái chỗ return này chứ. Thì lúc này nó là file GSX thì lúc này nó mới là class name. Đúng không ạ? Một cái lỗi nữa của em ấy là bài chúng ta học rồi, ví dụ em viết đây là một cái div nữa thì nó sinh ra lỗi thôi. Nhìn thấy chưa? Bởi vì là nó là các cái thẻ con nó phải được bao ngoài bằng một cái gì? Một cái div. Chính vì thế là khi nãy thầy tạo control này thầy cái tạo sẵn một cái div như này nó không bị ảnh hưởng gì cả. Hiểu không? Cái này thì khi mà nó render ra thì nó bỏ thôi. Để bao ngoài nó, đúng không? Hiểu chưa nhỉ? Chạy được chưa? Hai. Đấy. Thế thì 10 buổi chúng ta học một bộ phận React Basic. Đúng không nhỉ?
10 buổi chúng ta có Red Basic này, có Redux này, có Hook này, có API này. Nên học nhà chúng ta cháu cũng có Red Basic. Rồi, có cho chạy là anh dạy chưa? Đã toi rồi, tự nhiên xong để cái đây ra cái chỗ này. Thầy cóp cái gì đây, tôi cóp lại đi. Thầy có cóp cái này đâu. Đây thằng Basic nhá. Thầy có cóp cả cái này đâu. Thầy cóp cái này thôi chứ. Cái phần HTML chúng ta cóp làm gì? Cóp phần body này thôi chứ. Đúng không? Phần trên phần dưới thì nó để nó đặt ở trong phần gì thôi, phần HTML thôi chứ. Đúng không? Ta mới transform nha, và cái cũ thì thầy chỉ thêm vào đây là cái class bao ngoài của nó là cái container của Lua thôi nhá. Được chưa? Lưu vào để cho cái râu của nó chuẩn theo phút chat. Chúng ta học phần trước rồi, nếu mà cái cấu trúc của rich thì nó phải là con container râu rồi mới đến gì? Đúng không? Đúng không ạ? Đấy. Được chưa? Đấy. Sau đó thì khi mà chúng ta transform xong thì chúng ta mới copy vào đâu? Copy cái phần này gì? Vào trong cái gì? Vào trong cái app này thì chúng ta bắt đầu mới cắt dần nó ra. Vừa rồi là thầy cắt cái đoạn này rồi. Bây giờ đang chuẩn bị cắt cái đoạn này nữa đúng không? Đấy, xong đến cái phần thông tin này thì chúng ta có thể cắt nó ở ở cả cái phần phần cát này cũng được này, phần này này, còn cái râu này ta cứ để, hoặc bạn cắt cả cái này cũng được, cũng không sao cả, tùy cách chúng ta cắt tổ chức. Nhưng bởi vì cái này côn 5 ấy, mấy cái này côn 7 này, chúng ta cắt ở bên trong, chúng ta nên cắt là bên trong, đúng không? Thì ta vẫn để cái này để ta phân biệt đây là 7, đây là 5, tức là tổng cộng nó vẫn là 12 côn, đúng không? Thì ta sẽ cắt cái phần này thôi. Chỗ này ta sẽ có là gì? Form component, đúng không? Đấy, comment nó lại. Được chưa? Còn cái phần structure này chúng ta cắt cả cái cut body, để chúng ta nhìn thấy một cái file nó sẽ ngắn gọn hơn, đúng không? Rồi, chạy cái chỗ đấy cho thầy sang cái chỗ này. Cắt luôn đi, để sau này ta chỗ này thì copy thì lúc em đưa cái Red Lemon vào nó lại có hai cái à. Mục tiêu ta chia nó ra nhỏ ra để chúng ta dùng là xử lý trên từng cái component một. Chú thấy không? Red nó là bao nhiêu? Sửa được chứ, ví dụ vào trong này em nhìn thấy là từ class name thì nó sẽ cắt hết phần controller, chỗ này là cắt body, đúng không ạ? Đương nhiên là tạo cái này, đúng không? Thì ở đây chỗ này có thể là gì nhỉ? Mình phải dựa vào cái HTML của họ để mình cắt mà, hiểu không? Đây nhá, thầy xem lại chỗ này một chút cho này, xem cắt nó chuẩn chưa, cắt header này đây đúng không? Vì trong cái phần app này nó có phần hai phần, là phần cắt header và phần cái này là nằm trong cùng cái gì, trong cùng một cắt đúng không? Bản chất là lúc cũ là nó nằm ở chỗ này ấy, thì được chưa? Lúc cũ nó nằm như này ấy, thì format lại cái cho nhìn đây, nó phải hai phần này không, đúng không? Giờ tôi tách hai phần đấy ra thôi, hiểu không nhỉ? Đấy, tách hai phần đấy, em để cái này vào thì rõ ràng em nhìn thấy nó có hai phần này. Đây này, đúng không? Một cái này là cái cũ, một cái này là component mới ta vừa tạo ra này. Được chưa? Nên là chỗ này ta cắt hai phần đấy ra.
Bây giờ em cắt thêm cái phần này để em tạo thành một cái student đúng không? Student list. Em cắt cái phần này để tạo ra cái component form. Như thế. Cắt xong người ta đặt nó vào, còn xử lý dữ liệu sau này ta xử lý sau, đang chia mà. Chia ra các thành phần. Đấy. Mà khi em đọc trên HTML bạn gì nhỉ? Thì em nhìn thấy là bắt đầu từ chỗ nào thì người ta cắt. Chúng ta phải dò ở đây là trong file thiết kế, bắt đầu trong cái cắt này chúng ta mới bắt đầu cắt ra này. Đúng thế không? Đấy. Nên là cái phần trước thiết kế của ta rất là quan trọng đấy nhé, chứ không phải không quan trọng đúng không nhỉ? Vì chúng ta thiết kế đúng cấu trúc rồi ta chia ra nó mới dễ rồi. Chuyển sang anh này, chuyển sang chưa? Rồi chuyển tiếp ba cái còn lại đi. Từ đây nó nằm ở trong public mà. Cái file index này nó nằm ở trong public. Bây giờ mình tham chiếu những cái file bên trong này thì cần vào mục set s vào cái chữ là thầy đang comment cái phần này lại để chúng ta cắt tiếp theo phần này này. Phần này cắt xong rồi đúng không? Đến phần này, đến phần này nữa. Đúng rồi.
Nào. Xong là chuyển cái gì? Chỗ này là cắt nhưng mà sao chép rồi nhé. Cắt hay là chuyển? Đấy. Tiếp theo này, tạo xong ra gì? Cắt hoặc chuyển phần gì đấy? Cắt body đúng không? Sang đâu? Sang to delete. Sau đó là gì? Mở app JS. Thêm cái gì đấy? Component to delete. Được chưa? Tức là cái file chúng ta đặt giống trùng tên đấy. Chúng ta đặt như thế để chúng ta .js. Đây cái thứ hai đúng không? Thế chúng ta sẽ tạo đây thôi, bắt đầu từ việc tạo ra này. Student list.js
đúng không? RCC Enter, được chưa? Cái này chúng ta có thể bỏ đi này nhá. Ngoài đi. Thứ nhất là bỏ cái nick ngoài đi đã. Cái thẻ copy nó rất là như đây đúng không? Đây, nếu để thì để cái này, không bỏ nó được. Bỏ cái này đi. Đúng không? Copy toàn bộ phần cắt header thôi. Đúng không? Trong cái suộc nguồn mã đúng không? Copy luôn cái component đấy vào. Và đúng cái này em cắt nó ra. Được chưa? Bây giờ mở cái cắt list này. Xóa cái này thì chắc ăn trước này. Đúng không? Đấy. Ở trong cái gì? Bởi vì cái kia cái cả cái này nó là một khối rồi, người ta thoái người ta để làm gì đâu. Nếu để thì để trống. Còn nếu em để vào thì nó chạy vào trong này nó lại sai cấu trúc. Sai cấu trúc deep vào trong nó CSS rồi mà. Đúng không? Cắt cái này sang. Khi em cắt đây em nhìn lại cái chỗ này nó mất đi này. Đúng không? Em cắt sang cái student list. Cắt vào chỗ này. Format lại một tí. Ok, Ctrl S. Đúng không? Đấy. Bởi vì bản thân là ta copy cái này thì nó là trong một khối rồi. Đúng không? Nó không có phân tử con ở trong nữa. Rồi đến trong này chúng ta làm gì? Cái app này chúng ta sẽ làm gì ở đây? Student list này vào thôi. Đúng không? Đó xong. Ctrl S đã trở lại như cũ. Chuẩn không? Đấy. Phải làm lại nhiều lần đấy. Xong bước tới xong 7.3 là 7.4. Là tạo gì? Form component. Đúng rồi, tên file của nó là form.js. Sau đó chúng ta cắt cái phần gì? Cắt chuyển. Đấy, phần chúng ta mở app.js để chúng ta chọn này. Phần cắt đây này. Ở trong cái này nhé. Đúng không? Đấy. Cắt cái phần cắt đúng không? Sau đó là gì? Chuyển sang form đúng không? Để tôi sau đó lại mở app.js ra để làm lại app.js. Thêm cái gì? Component form vào. Từ cái form.js. Ok đúng không? Đấy, ta quay lên đây ta tạo cho component. Một cái là form.js. RCC Enter. Xóa cái này đi này. Mở cái này ra trước. Cắt nó vào. Ctrl S lại. Mở cái form này. Xóa hết cái này đi cho vào. Ctrl S và gì? Format. Thì chỗ này bên này nó mất này. Nó mất là lý do người ta chưa cho cái này vào. Cho cái này vào. Đúng không? Form
Đấy. Thế là nó lại có. Chuẩn chưa? Nhưng bây giờ cái app component này nó được tách ra, chúng ta nhìn thấy nó ngắn gọn hơn rất nhiều đúng không? Nhìn nó gọn gàng, bây giờ sửa cái nào thì ta vào đấy ta sửa thôi. Đúng chưa? Hiểu không? Xong đến cái thứ bây giờ đến student nữa. Student chính là các cái con bên trong này. Đúng không? Đấy. Mình lại vào student list. Đấy. 7 chấm mấy? 5 là tạo cái student component form tên file là student.js. Sau đó chúng ta cắt cái gì? Cắt cái phần đây. Form nó xong rồi, đóng này này. Đấy. Student list này. Chúng ta nhìn thấy cái tiêu đề thì để nguyên đúng không? Mỗi một cái này là một gì? Một cái student này, nhìn thấy không? Tạm thời ta nốt vào đây là các cái student này, student row này. Ví dụ thế. Là một cái gì? Một TR gì? Đúng không? Đấy, ta mở một cái ta xem tạm này, nhìn thấy đây là một dòng mà. Đúng không? Đấy. Ta để ta copy cái này thôi. Ctrl C cái đã nào. À đâu, đến mục nào đâu. Chuyển cái cắt chuyển phần gì? TR trong đâu? T body của gì đấy? Của student list. Đúng không? Đấy. À, vào student. Còn đây đủ nữa. Đúng không? Đấy, bây giờ ta mở student ra ta cắt chưa nhỉ? Đây, bạn ghép nó lại, bạn cắt một cái thôi, Ctrl X. Ctrl X luôn nha. Vào cái gì? Ô chưa tạo à? Tạo một student nữa chứ. Chấm .js. RCC. Enter. Xóa cái div này đi, dán cái TR đấy vào. Một TR thôi. Đúng không? Đấy. Và khi bạn dán một TR vào thì bên này bạn thấy nó mất đi một cái này. Được chưa? Chỉ cần một TR thôi. Và dán nó xong nhá. Quay lại đây là gì? Mở. Bây giờ là mở student chứ. JS. Đúng không? Thêm cái student component vào chỗ vừa cắt cho nó rõ đúng không nhỉ? Đấy, thế ta mở ra, ta đặt cái student vào đây thôi, đúng không? Nhớ là khi đặt vào thì nó sẽ import cái file đấy vào. Đúng chưa? Cái này chúng ta lại thấy là trở lại được ngay đúng không? Đấy. Cái phần bên dưới này chúng ta có thể xóa đi. Hoặc là chúng ta khóa nó lại. Mà tốt nhất là xóa đi. Bởi vì ba cái nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về gì thôi. Về dữ liệu thôi. Đấy, xóa đi nó mất. Đúng không? Dữ liệu ta tính sau. Bây giờ ta muốn cái này thì ta tạo ra mấy? Ba cái là ra. Đúng không? Chuẩn chưa? Đấy. Làm lại xem nào. Làm cho chạy nó là lúc này thành công. Các bước thực hiện đúng không? Yeah.
Được chưa? Năm rồi. Xong bước thứ năm rồi, căng nhỉ. Chạy đi đã. Em đợi. Ừ. Nếu mà em muốn sửa một cái giá trị của cái student đấy thì tạo ra nhiều cái student. Đấy. Bây giờ ta chưa nói gì đến chỗ này, ta cho nó chạy lên còn dữ liệu ta chưa quan tâm. Ý em là sửa trong cái giá trị đấy. Người ta sẽ không sửa chỗ đấy được. Hồi sau sẽ rõ. Nhưng mà xong được chưa? Phải chạy lên được đã rồi bắt đầu hồi sau nó mới rõ được. Đúng không? Trong cái app nó chỉ có ba cái chính này. Xong là trong cái list này nó lại có thêm cái này nữa là hết. Còn các thiết khác để nguyên đúng không? Hiểu chưa? Rõ chưa? Còn ai chưa chạy được phải xử lý xong mới xong thôi nhá, không chạy được coi đấy. Nhưng mà cái bây giờ mới thấy cái phần thiết kế giao diện của nó là quan trọng. Ông thiết kế cấu trúc như nào sau này ông tách cái phần đấy ra. Ở đây chúng ta đang dùng cái file thiết kế có sẵn từ một cái index đấy, chúng ta mới bẻ nó ra từng cái một, chưa? Mình thấy có thể đây là một cách bẻ, một cách khác người ta lại cho cả thành một cái component, chúng ta lại bẻ ra nhỏ ra bên trong nữa. Đấy. Nó cứ bẻ nhỏ ra dần ra như thế, đúng không? Đấy. Nhìn cái file này mà thực hiện được cũng kinh đấy nhỉ? Hơi văn tắt tí thôi. Đúng không? Cắt chuyển cái TR trong cái body, tức là một hàng thôi mà. Chứ đừng có cắt mỗi cái TR không, đúng không? Nó phải là một gì? Nó là một hàng. Nó phải cả một hàng như này chứ, đúng không? Đấy, trong cái đống chỗ này ta xóa hết đi rồi mà. Tức là bạn sẽ thấy rằng là lại khái niệm viết là nó xoay quanh component. Và trong cái cả một trang đấy chúng ta mới cắt nhỏ, chia nhỏ rất có thể. Càng nhỏ thì càng được gì? Càng có tính sử dụng lại rộng rãi nhất. Đúng không? Đấy, vừa rồi chúng ta có một list lần chúng ta không chia nhỏ, chúng ta vẫn tạo được ra nó. Nhưng bởi vì chúng ta lại phải xử lý từng bản ghi trên component đấy. Ví dụ ta sửa xóa trên đấy chẳng hạn đúng không? Thì rõ ràng bạn phải tách nhỏ ra. Chứ dạy gì mà ta lại xử lý ngay ở trong cái này, cái trang này chúng ta nó lại dài đống cốt rồi đấy. Đúng rồi không? Đấy. Thôi chưa? Đây, nó chính là cái phần nó chính là cái phần TR nội dung đây. Đúng không? Ta copy cái gì? Ta copy cái này thôi chứ. Có một cái thôi. Vâng.
Và ta đang tách ra mà ta lại cho vào cả một chỗ thì ta tách làm gì? Ở cái phần đấy ta đã chia ra ba cái râu rồi đúng không? Mỗi một sư đoàn đấy là một cái râu như thế. Một cái sư đoàn item. Chứ nếu mà cốc cả đống này thì ta lại chả cần phải chia cái này đấy. Vì bản thân sau này là cái đấy là các cái dữ liệu chúng ta sẽ được truyền vào trong đó. Đúng thế không? Đấy. Thế là chạy được chưa? Cóp cho chạy rồi nè. Ta lại nhìn lại một cái nữa thì chúng ta mới thấy rằng là ta sẽ phải đổ cái slide đầu, slide thứ hai ở trong cái section 2 chúng ta có cái data và cái event đấy. Bây giờ bắt đầu mới dùng đến nó này. Đó. Tức là khi mà sự kiện nó có thêm các giá trị thay đổi vào đấy. Ừ. Ta phải tổ chức. Bản chất cái này sau này chúng ta cái này nó phải là tổ chức là gì? Nó là một cái đối tượng dữ liệu thôi. Một bảng nó gồm có các cái dòng này, mỗi dòng này là một gì? Một object đúng không? Đấy. À gì nhỉ? Để làm cái nữa chứ nào. Chúng ta vừa chia xong chúng ta sẽ nhìn thấy nên tạo đây là gì? Student manager để chúng ta nhìn nó rõ hơn. Yes. Cái vẽ mô hình để nhìn dễ nhìn thôi. Chúng ta vừa làm là gì? Chúng ta có một cái to nhất là gì? Là cái app đúng không? Cái app này nó sẽ chứa ba cái thành phần ở bên trong, gồm có là gì? Control chúng ta vừa tạo ra đúng không? Đấy. Cái thứ hai là gì? Lead đúng không? Đấy. Cái thứ ba là gì? Là form. Đúng không? Đấy. Chuẩn chưa? Bên trong cái student list lại có cái gì nữa? Student nhìn thấy rõ luôn đúng không? Đấy chưa? Đấy. Ta để như này là nhìn thấy chuẩn nhất. Cái của chúng ta là chuyển gì đây? Chuyển từ ok nào là cái vẽ nhỉ? Có cái mũi ở trên sao vậy kìa? Mình vẽ đây. Đây là edit. Nó phải vẽ chứ lại như thế. Thôi được. Không làm sao. Cái này bắt đầu từ đây đúng không? Chuyển xuống đây chẳng hạn đúng không nhỉ? Cái này có thể từ đây xuống đây. Đúng không? Cái này từ app vào control. Đúng không? Và từ app về form. Đúng chưa nhỉ? Đấy. Vậy chúng ta nhìn thấy rằng là từ app xuống đến đây chúng ta sẽ dùng nó là đâu nhỉ? Cái text đâu nhỉ? Lâu không dùng quên mất cái hết công năng của nó rồi. À đây rồi. Đấy. Từ app mà chuyển xuống đây chúng ta dùng khái niệm là drop đúng không? Ctrl C, Ctrl V. Từ app mà chuyển xuống cái này cũng bằng gì? Từ xuống form cũng bằng drop đúng không? Và từ lần chuyển xuống cái này cũng bằng gì? Drop. Chúng ta nhớ cái bài One way binding đúng không? Đấy, nó đi xuống. Vậy thì từ đây chúng ta muốn chuyển đến đây chúng ta phải làm thế nào? Ta phải đẩy nó lên trên này, ta đẩy lên app và chúng ta mới đẩy vào đây được. Chứ nó không đẩy từ đây sang đây được. Đúng không? Vậy chúng ta bây giờ làm cái phần list dữ liệu này trước. Hay nói tiếp theo là từ đây chúng ta sang đây, chúng ta phải đi lên trên app rồi mới đi xuống. Đúng không? Khái niệm on way binding trong JS đấy, on on way binding, đúng không? Đấy. On way binding trong in React. Và nhìn lại cái mô hình một phát nữa cho nó ngon. Tôi cho mô hình ông thầy viết nó ở chỗ nào ấy nhỉ? Đấy. Lại mở slide à? Slide à.
slide là chúng ta nhìn cho nó đúng bài. Slide 2. Ba chứ nhỉ? Đây. Đúng không? Đấy, cái này chính là cái app to của chúng ta này, đi vào app con này. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị dữ liệu, chúng ta sẽ tổ chức dữ liệu trên app, chúng ta đẩy dần nó xuống thông qua gì? Probe đúng không? Để xử lý các cái thành phần liên quan đến dữ liệu ở component cha, chúng ta sẽ dùng event để chúng ta đẩy ngược xử lý đúng không? Đấy, ok. Vậy chúng ta sẽ có thầy sẽ gửi cái bộ dữ liệu này cho các bạn trước. À, dữ liệu của chúng ta nó nằm ở đâu nhỉ? Tức là cái dữ liệu mà chúng ta nhìn thấy ở đây này, thầy không muốn viết lại, thầy lấy cái bộ dữ liệu nhưng mà thôi, thầy cứ làm thêm cái mục thứ 7 rồi xong hết chiều rồi đúng không? Mục thứ 8 là tổ chức dữ liệu trong app JS đúng không? Đấy, dữ liệu thứ nhất là gì? Dữ liệu sẽ tổ chức dưới dạng mảng các đối tượng đúng không? Đấy. Và gì? Mỗi một student là một đối tượng trong mảng. Đúng chưa? Đấy, thế thôi. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta mới dữ liệu cho được tổ chức dưới mảng các đối tượng và mỗi một cái student là một đối tượng trong mảng. Dữ liệu sẽ được tổ chức ở đâu? Chúng ta học về với cái dữ liệu được tổ chức trong gì? State của gì? Của class component app. Thế thôi. Chúng ta muốn xử lý dữ liệu trong component, chúng ta sẽ đặt nó vào trong state. Đúng thế không? Đấy. Rồi, chúng ta đi tìm xem là cái dữ liệu ở đâu. Thì chúng ta ngồi chúng ta là viết ra mảng cũng được, không sao cả, đúng không? Nhưng có lẽ là cũng không cần. Rồi, để tìm xem có cái demo nào nó có dữ liệu được. JS demo. Demo. Cái nào nhỉ? Ở đây. Ở đây lại Redux à? Thì Redux là nó khác với cả cái Redux thì cấu trúc nó cũng là một phần trong cái React. Dữ liệu sẽ được tổ chức tập trung. Thì ta đi tìm cái dữ liệu cho nó nằm ở đâu. Đây, thầy có cái bộ dữ liệu đây rồi. Đấy. Control C.
không bên dưới được. Đây đúng không? Các bạn là copy cái dữ liệu đấy vào đây cho thầy. Xong. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Copy trên đấy vào. Ta tổ chức dữ liệu ở trong app. Thì trên này chúng ta sẽ có bắt đầu từ đây là gì? Constructor. Đúng không? Probe. Đấy. Super probe xong một anh. Bây giờ chúng ta đi là gì? Tổ chức thành phần dữ liệu trong state. Chúng ta sẽ có this.state bằng gì? Nó là một đối tượng mảng. Thì chúng ta để là móc vuông. Đấy. Được chưa nhỉ? Bên trong này có cái mảng gọi là bảng student bằng một đối tượng mà state là một đối tượng thì nó phải là trong gì? Ngoặc xoắn, đúng không? Trong này nó có thành phần dữ liệu là thầy đặt tên là student sc, nó là một mảng ta để vào trong móc vuông và ta copy cái của chúng ta đấy vào. Được chưa nhỉ? Đấy. Đến thành phần khác ta bỏ. Xin lỗi, đây là gì? Hai chấm nhé. Đúng không nhỉ? Đấy. Đây, chúng ta nhìn thấy cái tổ chức đây. Đúng chưa? Đấy. Đây là thành phần thứ nhất là đối tượng dữ liệu sinh viên student. Cái comment ta biết rồi. Được chưa nhỉ? Đấy. Copy được chưa? Được. Xin lỗi. Sai tù lũ. Sai là chuyện bình thường. Đúng rồi. Nó tóm lại không làm gì không sai. Đúng rồi. Copy cái thầy vừa copy ở đây và đặt vào trong này. Thầy chỉ gửi một cái đối tượng dữ liệu có ba dòng đấy. Đúng chưa? Và bây giờ là cái để chuẩn bị cái việc anh hỏi. Không có copy thì vừa đủ mèo rồi đấy. Nhất giờ không có à? Anh chưa đâu, nó phải có cái mỗi một cái dòng nó là một object mà. Được chưa? Đây là cái tên biến ở trong một tên một thành phần ở trong state. Được chưa? Có cái màu nó vuông. Bởi vì ở trong thành phần đối tượng này, đây là một đối tượng, nhưng đối tượng này là chứa một mảng. Mảng này là mảng gọi là giải dữ liệu di sản trong JS nó vào rồi ấy, đúng không? Vậy nó là một mảng, nhưng mà mỗi một phần tử trong mảng thì nó lại là một cái đối tượng nhỏ ấy, để sau này ta in lên các cái con đấy. Được chưa? Các cái nhập được quay lại
Thầy vừa nói là tổ chức state ở trong con chapter ở bài trước ta vừa học xong ấy. State này nó sẽ có nhiều cái thành phần, một là cái đối tượng danh sách sinh viên. Đúng không? Đó là storm S đây này. Hoặc là bạn đặt là list là cũng được. Đúng không? Đấy. Sau bên trong là chúng ta mới copy cái vương khẩy vào là để trong ngoặc vuông, bởi vì nó là một mảng thì nó phải là ngoặc vuông. Còn đối tượng thì nó là ngoặc xoắn. Đúng không? Đấy. Coi nè. Ngon cho format phải đúng chuẩn. Lệch một tí nó phải chỉnh ngay. Nó nhìn cái nó phải top lên ngay. Cái dữ liệu chuẩn ngay đúng không? Bây giờ chúng ta mới nhớ cái việc là chúng ta sẽ mang cái dữ liệu này, chúng ta ném nó vào trong list student đúng không? Xong từ list student chúng ta phải tách từng thành phần này ra, chúng ta ném vào trong các student và ném theo mô hình chúng ta vừa nhìn đấy. Mình đang đẩy từ app xuống lên đây. Bây giờ đẩy dữ liệu này vào trong cái thằng này, trong từ thằng này đẩy vào thằng này. Đúng không? Tức là đẩy cả cái này vào đây thông qua probe. Thì thằng này đọc được thì bắt đầu mới chuyển từng phần đó vào trong cái này. Rồi ngồi ngẫm nghĩ tí xem là ta chuyển như nào. Thầy gửi cho chị file này đúng không? File tê tê à? Tí nữa sẽ gửi tiếp. Thôi nghĩ đi đã, vì đừng nào cũng ta đang làm chỗ nào đó. Cái này tiếng logic nó quen mà. Rồi ok rồi đúng không? Đấy, nghĩ xem là tao chuyển như nào. Thôi phải làm một cốt ra rồi. Quên cẩn thận quá. Nghĩa ra là cái phần group chúng ta học thì ta nghĩ được là sẽ chuyển rồi đấy. Ngon tên. Chủ yếu là thầy cho anh công gian cũng nhìn thấy là cái thuốc lào không hả?
Hay là em mình cùng lên gác một bản thì là gác một tin địa chỉ thôi, không đi cho nó xấu bánh tét cười nhiều nhỏ rồi để trang trải rồi viên là phải tu hay đâu đủ táo cái bạn thành chính quả được. Thank you.
Lớp mình có ai chạy marathon ấy nhỉ? Anh chạy được 2 cây. 2 cây gà nhiều thế. Không, marathon là em 2 cây. Ở dưới này chúng ta dự kiến sẽ còn một số các thuộc tính nữa để xử lý cho cái dự án này đúng không nhỉ? Tay gọi nó là các thành phần khác. Tính sau. Tính sau. Đấy, cho nó. Nên là ở đây giờ các object ấy, nó cách nhau dấu phẩy nó là như thế. Chúng ta quay trong đây ta nhìn thấy là mỗi một object này cách nhau dấu phẩy này. Đúng không? Đấy. Các thuộc tính này dùng để hiển thị lên trên cách này. Vậy là gì? Ta muốn chuyển cái dữ liệu này. Đúng không? Này. Sang cái này đúng không? Thì ta từ app này ta chuyển đâu? Ta chỗ nào ta dùng đến student list đây thế? Thì ta sẽ chuyển, ta đặt luôn tên tên probe là như này đúng không? Bằng gì? Chúng ta lấy từ trong state, chúng ta chấm state. Chấm gì? Student thế thôi. Đúng không? Đây theo đúng đây nha. Có phải là đúng là thầy đang làm cái việc này không? Đang làm cái việc đâu nhỉ? Đây, đang làm cái việc là ném cái đây vào probe để xuống đây không? Đúng không? Đấy thì nó chính là cái câu lệnh chúng ta vừa làm đây. Là đây là probe, còn đây là dữ liệu mà mang nó mang đi. Đúng thế không? Đấy. Ok, xong nha. Bây giờ chuyển nó xuống rồi thì bên trong này ta lấy ra ta xử lý. Ok không? Ok trước này. Đấy, xử lý. Chỗ này viết xong rồi đó nha. Xong chưa?
Đấy, từng cái một. Đấy. Bây giờ trong này ta bắt đầu xử lý nó. Một là bạn đặt vào đây. Ta chưa xử lý gì thì lúc này ta có thể dùng ngay là trong quá trình render ta lấy dữ liệu từ probe ra. Đúng không nhỉ? Chỗ này ta lấy dữ liệu từ probe. Đúng chưa nhỉ? Let một cái đi. Ta vẫn đặt là student ở đâu. Lấy dữ liệu có thể sau này nó nhiều probe, ta lấy như này cho nó student add. Add khác nha. Chúng ta nhìn này, cái này này, nếu chúng ta viết trong trong đối tượng như này này thì nó phải đúng với bằng cái này này. Đấy, tốt nhất là thầy copy cái này sang. Chúng ta nhớ cái destructuring mà phần trước chúng ta học ở bài thứ nhất trong ES6 không? Bây giờ nó dùng vào cái này đúng không? Cái này lấy từ probe tức là gì? Là probe đúng không? Chấm gì? À probe thôi, không chấm nữa. Đúng chưa? Đấy. Bạn lốc cái này ra thử xem nó có đúng, nó lên được chưa, cho nó dễ này. Như này thì nó lên được chưa là được. Đúng chưa? Ctrl S nha. Tạm thời hai này. Đấy. Cái này là chúng ta lấy từ probe của cái anh student lead, đẩy nó từ app xuống. Được chưa? Ok này. Đang chạy chỗ nào? Đây chứ. Chỗ này xong rồi, tạm thời bỏ đi nha. Đây. Ta xem expect ra xem là nó có được cái lock đấy không. Đây. Đúng đúng ba anh đây rồi. Đúng không? Quá chuẩn đây rồi. Nó ném được sang rồi đấy. Thì bây giờ từ đây bắt đầu mới ném nó vào trong các cái con đúng không? Đấy. Thế là chúng ta lại bắt đầu. Đúng rồi đấy. Xong bắt đầu mới là gì? Tạo các student item. Bây giờ nó là một mảng nên chúng ta sẽ phải đặt nó gọi là một cái biến đi, let student gì nhỉ? Student element đi. Đấy, bằng cái biến student này chấm map, chúng ta sử dụng hàm map ở trong này. Hàm map nó giống như cái việc chúng ta lập đấy. Đúng không? Map tự nhiên lại quên map rồi. Đúng không nhỉ? Có bạn nào hay quên không? Có đúng không? Thì chúng ta sẽ kể cả quên hay không quên, chúng ta thích chúng ta vẫn làm map in JS. Đấy. Để cho ta nhớ cái map là ngon rồi. Đây, web school hoặc chúng ta đọc trên cái anh này cũng được. Web school cũng được đúng không? Chúng ta xem cái cấu trúc của map này. Đây. Nhầm. Set get. Không phải. Chưa đúng. Phương thức JavaScript map array đúng rồi. Nó phải là map array mới đúng. Map function. Có vẻ chưa tìm ra đây. Probe map get. Get full name. Get full name đây là mỗi một cái item. Nó sẽ lấy ra first name và gì? Last name. Đây, chạy thử cái cho nó nhìn nhé. Đây này. Đây là có first name, last name nhá. Đúng không? Đấy, get. Nhưng nó quan trọng hàm map đây này. Nó gọi một cái hàm. Một cái hàm full name mà nó truyền vào đây là một cái item. Item là một mỗi một cái dòng này. Ok. Đấy, chúng ta sẽ có là gì? Item phẩy index key. Được chưa? Trả về map. À đây, map. Item key. Thầy không nhớ là cái mũi tên hay là hai mũi tên đấy.
map guest person full name. À đây nó phải như này kìa. Map chấm phẩy và chúng ta ở đây là tạo ra một cái đối tượng gồm có dữ liệu của cái bản ghi đấy, phải đặt item và key trả về chúng ta một cái giá trị nào đó. Đây nhá, item tức là nó sẽ lấy ra được một dòng, cái key nó là tại cái vị trí hiện tại, nó giống như chỗ này này. Giống như chỗ này này. Đây này. Cái key nó là 012 đây này. Hình dung chưa? Còn item là cả một cái này này. Một cái dòng đây này. Và cái hàm map đấy sẽ đọc từng hàng một như này. Và mỗi khi đọc một hàng như vậy ấy, nó sẽ trả về chúng ta là mỗi một hàng đấy chúng ta sẽ đẩy nó vào cái này rồi. Đúng thế không? Đây nha. Thầy đẩy luôn này, return. Return student. Thế này thôi. Ok. Đấy. Tức là mỗi một dòng đấy thì chúng ta sẽ tạo ra một student. Như vậy bạn sẽ hình dung là nếu như cái mảng chúng ta có 3 dòng nó tạo ra 3 student. Nó có 5 dòng thì nó sẽ tạo ra gì? 5 student. Chứ chúng ta không phải viết từng cái student một như thế này. Đúng thế không? Đấy, chỗ này là cái chỗ mà nông văn rèn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa biểu thức GX vào đây là gì? Student element control S. Chúng ta thấy nguyên như nguyên bản như cũ. Đúng không? Đấy, nó chưa dùng, nó ra vẫn nguyên bản như cũ. Đúng thế không? À, bắt đầu thấy hay rồi đấy. Hình dung nhá. Map tức là chúng ta sẽ đọc từng object một, đúng không? Và mỗi một object đấy chúng ta sẽ trả về một cái element như này, một cái react element như này. Ở đây ấy, cái, nó đang thông báo một cái lỗi đây này, là chúng ta nhìn thấy là extract in list should have a unique key prop, đúng không nhỉ? Đấy. Nó render ra, chưa render được cái key. Đây. Ok. Cái cú pháp của này nó sẽ là gì? Nó sẽ đặt thêm cái key. Hoặc là key bằng bằng key. Ví dụ như vậy. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó là ngon luôn. Hết luôn đúng không? Hết lỗi. Đấy. Nhưng bây giờ ấy, chúng ta lại gì? Nó lại render ra mà nó lại gì đây nhỉ? Dữ liệu giống nhau. Đúng không? Dữ liệu giống nhau chẳng qua student chúng ta đang thiết kế tĩnh như thế. Đúng chưa nhỉ? Tức là mỗi một cái như vậy ấy, chúng ta thấy rằng là ta đổ một list vào đây rồi. Bây giờ một list này ta sẽ return về cái từng cái một như này đúng không? Từng cái một này chúng ta sẽ chuyển cái item đấy vào cái này thế. Đúng không? Hiểu không? Đấy. Đây nha, chỗ này là bạn đã đổ dữ liệu một mảng đây rồi đúng không? Và trong student list từ đây đổ vào đây rồi. Trong này là chúng ta đang đón cái đấy này. Đấy, đón cái đấy xong thì chúng ta sẽ duyệt từng cái một để chúng ta trả nó về student này. Đúng thế không? Đấy, bây giờ chúng ta hiển thị dữ liệu thì bằng là gì? Student, đây là một cái này thầy để nó là student. Nó chính là cái gì thôi? Item. Đúng thế không? Bạn đã nhìn thấy cái probe nó xuống chưa? Đúng không? Đến đoạn này chưa? Đã được chưa? Khóa cái này thôi, hoặc xóa nó đi và bây giờ thay thế nó bằng cái student element. Đúng không? Hay nhỉ? Quá hay. Đấy. Nó là một cái GX, nó là một cái expression đúng không? Nó gọi GX, biểu thức GX. Đây này, bởi vì cái này nó được gắn bằng là cả một cái duyệt này, mỗi một lần duyệt nó trả về được một phần tử. Thế là cái student này là nó có bao nhiêu phần tử này thì nó sẽ lấy về thôi. Đúng không?
nhìn cũng có hay hay nhưng mà cũng thấy khoai khoang, đúng không? Chạy được chưa? Thực. Chạy được chưa? Cái spray vân tông phải vẽ thêm cái dòng ở dưới nữa thì nó mới nhận không đen từ lùi thêm cái dòng ở dưới thêm rồi đúng không? Nó bị đen từ lùi đúng không? Hoa nhọn từ comment lại được chưa? Bây giờ ta đi lấy dữ liệu này để ta hiển thị vào cái anh này gì, đúng thế không? Hiểu không nhỉ? Ở trên là ta để một list vào trong student list, từ student list ta sẽ đẩy từng cái item một vào cái này. Bây giờ muốn hiển thị nó lên thì chúng ta lại phải mở cái gì? Mở cái này, đúng không? Đấy, ta để cái này cho đẹp đã. Đấy, bây giờ ta lấy là gì? Là ta lấy ở đây đi, lấy dữ liệu, liệu từ probe để hiển thị thì ta cũng dùng let thôi, nó chính là cái gì? Student đúng không? Student viết thường nhá, bằng gì? Git.probe, đúng chưa? Đấy, đây là một cách viết. Một cách thứ hai là bạn không viết bằng cái dấu mực nhọn này thì chúng ta phải chấm cái gì? Chấm student. Cái này chúng ta chỉ lấy được một cái, đúng không? Còn cái này là chúng ta lấy được toàn bộ cái probe, chúng ta phải đóng cái ngoặc xoắn này lại theo cú pháp destructuring ở trong S6 mà chúng ta đã học, đúng không? Đấy, bây giờ lấy ra rồi, tức là chúng ta đang lấy ra cái gì đây? Lấy ra cái này này. Lấy ra từng dòng một đây này. Đúng không? Đấy, bây giờ lấy ra từng dòng một này thì hiển thị nó lên vào cái chỗ cần hiển thị thôi. Đúng không? Ok nha. Chỗ này là lock để nhìn ra thôi, chờ ta chẳng cần lock nữa. Ta xong rồi thì ta cất nó đi. Để cho nó. Đấy, chỗ này thì đương nhiên nó sẽ ra rồi, còn chúng ta kiểm tra xem nó ra hay chưa. Chúng ta làm gì? Lock cái student ra thôi, được chưa? Đấy, thì lúc này chúng ta thấy rằng là đây, lấy được ra rồi đây, đúng không? Ngon rồi nhỉ. Lấy ra rồi thì làm gì? Thì hiển thị nó vào dưới này thôi. Ta có cái này, số thứ tự thì ta chưa có đúng không? Cái này ta hiển thị bằng gì? Student chấm gì đấy? Chấm cái gì? Chấm cái này này. Đây. Đúng không? Viết đúng nhé, thầy phải copy đấy chứ không thầy cũng không chơi được đâu. Đúng chưa? Rồi copy cái tên, Ctrl C. Chúng Nguyễn Văn A, Ctrl V vào đây. Thay vào bằng cái gì? Student name. Đấy, cứ copy cho nó chắc ăn. Cái tiếp theo là tuổi. Đúng không? Thì ta lấy cái cột gì? Cột S đây. Đúng không? Nam hay nữ khó nhỉ? Đúng không? Chỗ này khó rồi đây. Chúng ta nhớ lại ngày xưa chúng ta học cái chỗ là gì? Cái chỗ render có điều kiện ý. Nhỉ? Đúng không? Render có điều kiện thì bây giờ chúng ta chỉ đặt nó là như thế này thôi. Student.s. Vì cái giá trị này, xin lỗi là chấm. Chấm gì đấy? Chấm cái giá trị sex, đúng không nhỉ?
Nó là chu thì ghi là nam ấy nhỉ. Chấm sách. Mà là chu thì ghi là nam. Còn không thì render về là gì? Nữ. Đúng không? Phát ăn luôn này. Quá chuẩn luôn. Thật tuyệt vời nhỉ. Quá tuyệt vời chứ. Đây là nam nữ đây này. Đúng không? Đây là cái biểu thức, nhưng chúng ta nó cũng sẽ có cái lỗi nào đấy nữa ra xử lý sau. Nó là dữ liệu di săn nên là cái chu phone ấy, nó sẽ hiểu dữ liệu đấy là sau này ta xử lý bình thường chúng ta đang lấy ra ấy, nó là chu phone. Chúng ta thay đổi dữ liệu thì có những cái thành chuỗi chu phone. Đấy. Nhưng mà phone này là chỉ dùng ở trong cái Node.js. Nó... Đúng rồi. Nó ở trong cái biểu thức JS này thì nó chạy như thế, còn trên JS thì nó lại chạy bằng câu lệnh khác. Nhưng bản chất nó vẫn giống nhau, tức là chúng ta đang nói câu là nếu cái này là chu thì hiển thị là nam. Còn không thì hiển thị là nữ trong cái cấu trúc lập trình của chúng ta. Đúng thế không? Đấy. Được chưa? Bây giờ sẽ sửa cho thầy cái chỗ số lượng nào. Bạn thử sửa cái số lượng. À quên, số thứ tự. Đây. Bây giờ nó vẫn là 1, bây giờ nó phải là 1 2 3 ấy này. Đúng không? Mã này á, cái đây á. Đúng không? Nó phải đặt ở đâu? Chưa có thì chúng ta xem chỗ này chúng ta hiển thị cái mã đấy chưa đây này. Đúng không? Nó lên ạ. Tráng phớ chắc là như thế này, nó tráng phớ này. Đấy. Trắng nhỉ, đúng không? Nên là quả đấy là thầy phải lấy ở đây, thầy phải copy cái mã này. Student ID này, Ctrl C này, Ctrl V này, Ctrl S này là hết trang phớ này. Đó. Cái này nó đang trong file list mà em đặt em chưa dùng đến đây đúng không, em phải dùng ở đâu đây này, đây là JS cơ mà phải đặt ở đây, đó là một cái biến thì phải đặt vào đây chứ, này chứ, đúng không? Đấy. Đấy chưa? Cái đấy nó không phải là cái thẻ nữa đấy. Đúng không? Nó là một cái biểu biến mà. Hiểu chưa? Xong chưa? Dễ nhỉ? Dễ thì hết việc để làm rồi. Đúng không? Kinh mạch nó thông nhỉ? Kinh mạch nó bị đứt đoạn.
Bây giờ một cái vấn đề nữa là à đây còn cái số thứ tự nữa, đúng không? Số thứ tự là cái student ID đó. Số đăng ký nó là cái này mà. À, thế còn là cái số 1 đúng không? Ừ. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái anh này này. Khi nãy chúng ta đẩy xuống đây tôi có cái anh này này. Ừ. Đúng không? Ký luôn à? Thế thì chúng ta trong này chúng ta sẽ lấy thêm cái phần này nữa, phẩy ký. Đúng không? Và chỗ này chúng ta sẽ hiển thị ra là cái gì thôi? Ký. Thế thôi. Ngon luôn. Ôi giời ơi. Không ngon được. Thế mới đau chứ. Ki. Nhưng mà cái ki nó bị đen chùi nhỉ? Hả? Nó bị đen. Xem lại trong này nào. Chúng ta đặt là ki. Bằng ki. Đặt index cho thầy đi. Index. Cho nó. Index Canton C này. Bên trong này ta dùng là gì? Index. Đây là gì? Index đúng không? Úi giờ lại 012. Tính như không ta làm gì thôi. Đúng không nhỉ? Thật là tuyệt vời. Đúng không? Đấy. Quá hay. Đúng không? Em lại đưa rồi. Đấy. Cái index này là cái thuộc tính của probe mà chúng ta đẩy từ dần xuống. Đúng không? Rồi, tiếp theo nào. Vẫn là cái vấn đề này. Chúng ta nhìn lại, ví dụ ban đầu hiển thị ấy, chúng ta chưa làm gì thì cái form này nó chưa hiển thị chẳng hạn. Nó ẩn đi. Được không nhỉ? Đấy, khi người dùng nhấn thêm vào thì nó mới hiển thị lên. Đúng không? Ta làm thêm chức năng này nó nghỉ cho nó đẹp. Như vậy thì chúng ta đang là gì? Bản chất là cái form này nó chỉ là ẩn hay hiện thôi. Trong đây này, ban đầu chưa có gì thì nó ẩn. Nhưng người dùng click vào thêm một cái thì nó gì? Hiện lên. Ví dụ ở đây ban đầu thì nó ẩn đi đã này. Làm sao để cho nó ẩn? Ta lại nghĩ đến chuyện ngày xưa chúng ta nói khái niệm render có điều kiện đúng không? Ví dụ nó là phone thì ta cho nó ẩn. Gặp nó là true thì ta cho nó là gì? Trả hiện. Mà một cái sự ẩn hiện đấy được quản lý trong component. Có nghĩa rằng là khi trạng thái thay đổi thì cái component đấy được render, đúng không? Tự động render lại. Thế thì ok rồi. Lại nhìn lại mô hình này lại lần nữa cho nó nhớ. À, tôi muốn cái này ẩn hiện, cái này đang nằm trong cái này mà. Thì tôi chỉ cần quản lý cái state này thôi. State này nếu mà nó bằng phone thì cái này không được hiển thị. Rồi ok. Lý thuyết thì nó là như vậy. Nhưng mà chỗ này quên thì nãy giờ không nốt nhỉ. Thôi nhé, chắc không nốt, nó về xem lại video nhé. Đúng không? Đấy, tầm này để chỗ này thôi. Xem vậy video tuần tự là làm vậy vài lần là được mà. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta quản lý các thành phần. Các thành phần tính sau. Bây giờ ta tính luôn này. Đấy. Thuộc tính. Quản lý. Ẩn hiện. Form. Đúng không? Chúng ta đặt cái is toggle đi. Cho nó chuyên nghiệp. Is to go bằng gì? Ban đầu phone đấy. Phải. Đúng không? Thực tế ra thì cách thầy hay viết là viết phẩy như thế này cơ này. Đây kết thúc này. Thầy phẩy ở đây này. À, sau đó dưới này viết tiếp gì thì viết phẩy ở đây này.
tùy theo nhé. Đây cũng là một cách chúng ta hay dùng để chúng ta nhìn thấy tuần tự của từng cái object một. Nó lại giống như student, nó là một biến trong đối tượng state hay một thành phần trong state. Còn cái is tuple này cũng là một thành phần trong state. Nhưng mục tiêu của ta là chúng ta quản lý để làm gì? Là trường hợp cái này nó là phone ấy thì ta không cho hiển thị. Đúng thế không? Đây là ok nha. Đấy. Trong state nha. Nên là chúng ta mới hiểu dần dần là ta quản lý state ở trong component. Nếu trạng thái là phone thì ta không cho cái form đấy hiển thị nữa, hay là không cho cái phần tử đấy hiển thị nữa. Đúng không? Rồi. Vậy thì ta sẽ lúc này ta render cái form này theo cái gì đấy? Theo cái isTuple đúng không? Ta làm luôn ở đây cho nó có vẻ chuyên nghiệp này. Là gì? Tạo một cái let element form bằng gì? Nếu mà this.state chấm gì? isTuple đúng không? Nếu bằng true thì ta mới hiển thị. Tức là chúng ta sẽ bằng cái form đúng không? Form. Còn không thì ta sẽ gì? Chống chống. Cái này là được cái gì? Đúng không nhỉ? Đúng thế không? Quá đúng như gì đây. Nếu như cái isTuple bằng true thì mới hiển thị. Đúng không? Còn không thì ấn. Và bây giờ cái chỗ mà khi nãy chúng ta include cái chúng ta hiển form này vào thì bây giờ ta bỏ đi. Ta thay vào đây là cái biến đấy thôi. Element form. Đúng không? Nhảy. Chuẩn chưa? Đấy. Đây, thứ nhất là trên này render. isTuple. Thế đây, trên này ta ghi chỗ này đã đúng chưa? Đấy. Nãy thầy chuyển cái dấu phẩy trên này xuống mà đây này. Bình thường sau cái này là dấu phẩy thì bây giờ thầy chuyển cái này xuống là dấu phẩy dưới này rồi. Phẩy đây cái thì chết ngay này. Thấy chưa? Lỗi cú pháp ngay. Chạy lại nhìn lại cho nó ra không? Ồ. Nhưng mà đây á. Dấu phẩy ở trên như thầy nói ban đầu của em là dấu phẩy ở dòng 16. Nhưng mà vẫn phá lỗi ở dòng 18. Nhưng mà em có một chỗ thêm xin. Thế nhìn thấy rõ ràng lỗi về dòng 18 là đúng còn gì? Cắt dấu phẩy trên đi, cắt ở dưới đi. Bởi vì nó sai là bắt đầu từ dưới nó mới sai, còn trên nó vẫn đúng. Bây giờ thì phải là cái này là bỏ cái này đi. Bây giờ cái trên xóa cái dưới nó vẫn đúng mà. Thì đúng rồi. Nó chỉ thừa. Nó phải báo cái chỗ nó sai chứ còn ở trên nó vẫn đúng thì đúng không? À. Ok nhỉ? Nhưng mà em bảo rằng đây không hiện ra form nhỉ? Thì nó ẩn lên đâu nó hiện? Bây giờ cho cái này phải chu cho nó có hiện đâu nào? Đây, bằng chu cái thì nó hiện ngay thế, đúng không? Bằng phone cái thì nó gì? Thì nó ẩn ngay đúng không? Đó. Bây giờ làm sao để bạn click vào đây nó hiển thị lên. Đấy. Element form bằng. Đã em chưa dùng. Chỗ này vẫn đang input form mà.
đúng không? Cái này được rồi, cái rồi đi. Nó bây giờ nó là biến mà, đúng không? Ôi giời ơi, tiếp theo nào. Bây giờ chúng ta click vào cái anh này thì chúng ta bắn một cái sự kiện lên app để làm thay đổi cái gì? Thay đổi cái istuco, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta sẽ tiếp theo này, làm thêm tí nữa nhé. Từ cái clip thì cắt đi này, cái này cũng cắt đi này, cái này cũng cắt đi này. Mở cái gì? Control. Mở cái anh này to ra. Thêm sinh viên đây, đúng không? Được chưa? Chúng ta viết một cái gì? Thầy viết xuống dưới này để cho dễ nhìn nha. On click, đúng không? Ta gọi một cái zip.handle, handle s đi nhỉ, handle s, được chưa? Handle s tức là chúng ta đang hiểu nó là khi bạn click vào ấy thì nó phát sinh ra một sự kiện, đúng không? Và sự kiện đấy nó gọi đến cái handle s, add new đi, thôi add đi, được chưa? Và cái này chúng ta viết ở đâu? Nhớ lại cái chuyện ngày xưa chúng ta đã tạo ra đâu đấy, đúng không nhỉ? Ở trong phần này, một cái around function là handle s bằng chúng ta sẽ truyền vào đây, không truyền thì thôi, ta đặt vào đây thôi, viết một cái around function, đúng không? Ta sẽ gọi cái thuộc tính sự kiện của probe ấy này, của thằng app, đúng không? Zip chấm, thầy cũng đặt luôn là handle s đi, à zip chấm probe chứ. Đấy, gọi một anh này và có thể truyền cho nó là gì? Là chu chẳng hạn, đúng không? Mà không truyền thôi, cứ truyền nó là chu đi, mặc định nó là thế mới là chu mà. Vậy thì cái trên cái gì? Trên cái app chúng ta phải có, khi mà render ra cái control ấy, chúng ta phải có cái thuộc tính này ấy rồi, đúng không? Rồi nha. Tức là chúng ta đang bắn đúng cái mô hình mà khi nãy chúng ta muốn nói đến ấy. Đây là data này, dưới này là gì? Event, đúng không? Ngược lên, ok. Copy cái này. Cái này và cái này là hai cái khác nhau đấy nhé, đúng không? Cái này là một cái around function được phát sinh trong sự kiện onClick này. Còn cái này nó là một cái ở trong app mà khi chúng ta gọi đến control đây này. Ta có handle s này, bằng cái gì đó ở đây để ta làm này. Đấy, cái này thì chúng ta sẽ lại gọi đến cái anh để chúng ta set được cái gì? Một cái around function để chúng ta set cái thực ra chỗ này không cần true phone nhé, chúng ta set trực tiếp mà. Bạn cứ tạm thời bỏ cho thầy cái này đi. Đấy, ta gọi đến một cái gì? Zip chấm, thầy vẫn đặt là handle s luôn nha. Cái handle s này là thuộc tính là probe của control, còn handle s này nó là một cái gì? Các cái sự kiện để xử lý ở đây, đúng không? Các cái around function. Các around function thứ nhất là gì? Add. Thực ra là add cũng đúng, show form mới đúng hơn nhỉ. Nhưng mà thôi, ta cứ đưa này, ta xử lý cái này này. Add tức là show form. Vậy chúng ta sẽ viết một cái handle add bằng, được chưa? Một cái around function. Mục tiêu chỗ này chúng ta làm mỗi cái việc gì thôi? Thay đổi cái trạng thái state, đúng không? Là is a tuple. Ừ, is a tuple. Thay này bằng gì? True. Có cái khác không cần làm gì cả, đúng thế không? Ta học cái này phần trước nhỉ? Phần trước không ai thực hành thì quên rồi đấy.
Đấy, đúng không nhỉ? Chắc phải bị đó cái kính này nhìn được mỗi người gần. Nhìn xa các anh toàn mặt bóng bóng nóng nóng. Vì cái set chúng ta thay đổi nên là lúc này cái is to go nó là true. Nên là cái phần render này nó sẽ render lại cái form này này. Đó. Và chúng ta thấy là nó không phải render toàn bộ cái trang đấy mà render mỗi cái phần gì thôi. Mỗi phần form, hiện tại form nó không được hiển thị. Nha. Đấy. Đây. Đúng không? Thêm mới này. Wow. Ngon nhỉ. Refresh cái này, mất này, thêm mới này. Chuẩn chưa? Bây giờ xử lý thêm được cái đóng này, cái này nó đóng form. À tự nhiên nó đóng. Hả? Đây. Nó chỉ thêm. Thứ nhất là cái gì? On click. Đúng không? Bỏ cái chui đi ở trên này thôi, không cần, bởi vì chúng ta khả năng thầy ngó form is a defined question và in new tức là khai báo cho người dùng khai báo chỗ nào đâu. Không có lỗi gì, bình lỗi gì nào? Đâu error này.
Úi giờ thôi, đây là chạy file này thì có chạy có mát à? Đây là file giao diện mà. Ừ, phải chạy cái local hot chứ. Thầy đi. Đây. Chạy cái này đi. Anh bấm thử đầu bên ngoài sáng. Đấy. Ở kia nó vẫn là giao diện mà. Đây là chơi hiển thị gì này. Đấy. Đây. Đây. Cần nó là ID. Cái này hơi xanh. Cái xanh này. Cái xanh này. Cái 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 này. Hai tầm key mát này đến ID này ra làm lại đúng không? Tạm thời chúng ta cố đến chỗ này và chúng ta làm lại nguyên như cũ như vậy nha, đúng không nhỉ? Dạ, yeah, thôi nhỉ, ta tầm tay thôi. Vâng. Choáng rồi. Đúng không ạ? Đấy. Thì